Hôm nay lại hỗ trợ một bạn ở Quy Nhơn Bình Định quên mật khẩu quên iCloud nhé. Cái này là bị sao đây nhỉ? Em bị có bà chị bà cho cái thôi nhưng mà bypass đâu ạ, mà không dùng được sim á. Này bypass rồi mà không không dùng được sim đúng không? Dạ. Cái này chạy lại 450. Dạ. Ông có em báo anh rồi đúng không? Dạ báo là báo tối á. Ok. Cái này để bây giờ chạy lại mất hết dữ liệu nhá. Dạ. À, mình ở đâu ấy nhỉ? Em ở Bình Định ạ. Bình Định á. À, xem TikTok đúng Là TikTok anh biết mà. không? Ok. Rồi để đấy này để em xóa xóa sạch máy đi. Cho nào. Rồi ok, quay xa xa đi. Rồi bây giờ chuẩn bị làm nhá. Bây giờ em ấn Start thì anh giữ volume trừ với phím nguồn tầm khoảng 4 giây nhá. Hết 4 giây thì anh thả phím nguồn ra, cái phím trừ lúc nào cũng phải giữ yên nhá, không được thả nhá. Ok chưa, chuẩn bị này. Rồi bấm đi. Rồi thả phím nguồn. Phím trừ giữ yên, đúng rồi. Rồi ok, thả tay đi. Để yên. Đấy, ok này. Rồi ok lên chưa? Dạ lên rồi. Ấn nút home vào xem là sóng má đầy đủ chưa? Ờ lên rồi. Có sóng các thứ đầy đủ chưa? Ờ có sóng rồi, có sóng rồi. Ok, đúng không? Dạ ok rồi. Rồi anh em nào mà cần mình hỗ trợ hay là tư vấn gì thì anh em cứ để lại bình luận ở bên dưới nhá.